Nhà này cấp 4, có cái gác. Nhà thì mới xây, mới hoàn toàn 100%. Đó. Cái đầu cái hẻm này khoảng tầm 10 thước. 10 thước. Sau lưng cái nhà mặt tiền. Cái này sau lưng cái nhà mặt tiền đi ra Ion đó, cái bà bao. Đó, Ion trước mặt luôn nè. Chung cư Ion. Chung cư Ion đó. Đầu đường có quán cà phê, cái quán ăn. Nói chung là sung lắm. Chung cư Ion. Bên tay phải là siêu thị Ion. Sau lưng cái nhà mặt tiền à. Hẻm này hẻm ngoài cho xe tải vào được. Hẻm này hẻm nội bộ. Rồi giấy diện tích với lại giấy tờ thì coi trên cái sổ hồng hồi mình chụp hình có gửi qua luôn nha. Nhà đây.